This evening, I'd like to talk about a little bit how to precisely visualization, which is a Tara practice. Because most of our students so practice very diligently and Tara and Hundo. Thầy gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và như vậy buổi chiều hôm nay thầy muốn chia sẻ với tất cả chúng ta về cách thức quán tưởng một cách hết sức là chính xác trong thực hành pháp tu Tara. Vì rất nhiều đệ tử đang thực hành hết sức là tinh tấn đối với pháp tu Tara cũng như là ngon trộn. So before start teaching, so I always encourage all of you, which is extremely whenever you receiving teaching or whenever you practice Dharma, whatever we engage to any positive actions. So which is a right motivation with generating bodhas of the mind. When you practice Dharma, so then this Dharma is turning to very pure and also very significant and beneficial to all limitless sentient beings. So if we carry wrong motivation, so even you engage to Dharma, and then that may bring so many obstacles, and also whatever you are expecting or wishing really cannot achieve in your wishing levels, because that depends and the motivation can make entirely different. Khi vào phần giảng dạy, thầy nhắc chúng ta một điều nó rất quan trọng là cần phải có bồ đề tâm cũng như là những cái động cơ chân chính cho cái việc thực hành giáo pháp, cho cái việc mà chúng ta thực hành bất kỳ một cái thiện hạnh hay là một cái Phật sự nào. Điều này vô cùng quan trọng, vì có được một động cơ chân chính như là bồ đề tâm, nó sẽ trở thành pháp thuần tịnh, đem đến lợi ích cho người thực hành và cũng như là khắp chúng sinh. Vì nếu không lưu tâm điều này, một cái động cơ sai lầm, lạc lối sẽ làm cho cái sự thực hành nó gặp vô vàn những cái chướng ngại và nó không đạt được những cái kết quả như chúng ta mong muốn. So, anyway, I always encourage all of you. So, main practice, of course, Hundo and also Tara. Because that really and the significant and really benefit things. So otherwise, even I talk about the, like all the high yoga tantra, like giving Vajra Yogini, Chattasambhara, and all the high yoga tantra, our also, but not really get beneficial to you, because I don't want anyone go beyond and the wrong directions. So therefore, then I always encourage true practice
and the red directions. So if you go that direction is too much, and then sometimes may you build up and so much ego, and also you are not purify negative karma, and then also many causing which is problems, and then sometimes I can see and some student that way, and then later against into the dharma also. Và thầy luôn khuyến khích cũng như là khuyên tất cả các đệ tử hãy lấy cái pháp hành ngôn trô và ta ra những cái pháp thực hành chính. Điều này nó hết sức là lợi lạc, nó vô cùng phù hợp và nó thực tiễn đối với mức độ thực hành của chúng ta. Tại vì nhiều vị rất là mong cầu để thực hành những cái pháp du già tối thượng của mật thừa, nhưng mà những cái điều này, những cái mong cầu này và những cái thực hành này nó không có một chút lợi lạc nào thực tế cho tất cả các hành giả như chúng ta, và thậm chí là nó đem đến những cái chướng ngại, và thầy không muốn đệ tử phải gặp phải những cái chướng ngại như vậy, phải đi con đường sai lạc như vậy. Càng thực hành những cái pháp tu cao cấp mà không đúng thời điểm như thế này, nó sẽ tạo thêm cái bản ngã ngày càng tăng trưởng. Nó không có tích, nó không có tịnh được nghiệp, mà nhiều khi nó lại tạo thêm nghiệp. Rồi nhiều đệ tử sau một thời gian thực hành sai cách, trở mặt với giáo pháp, không còn đi theo con đường chân chính nữa. So when we practice part of Mahayana or Vajrayana paths, so which is extremely important to we need in order to develop and compassion, and also which is practice and also learning emptiness. So without realization emptiness and develop compassion, so very very difficult to in order to realization or purify negative karma. Và như là một con đường thực hành của Đại Thừa hay là Kim Cang Thừa, chúng ta cần phải phát triển cái lòng từ bi và trí tuệ để nhận biết được tánh không. Nếu không có lòng từ bi, không có được trí tuệ nhận biết được tánh không, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ tịnh hóa được ác nghiệp của mình và không đạt được con đường giác ngộ sau cùng, viên mãn cuối cùng. So that reason we need in order to practice Hunro and also Tara. Hunro, when we practice, that can purify past, present, future negative karma. And when we practice Tara, that can remove past, present, future obstacles and also develop which is compassion. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải đi trên một con đường hết sức là căn bản để mà thực hành các giáo pháp nền tảng như là ngôn trô để tịnh hóa ác nghiệp trong cả ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, đồng thời thực hành pháp tu ta ra để phá đi những chướng ngại và tăng trưởng lòng từ bi. So how to we can in order to realization emptiness. So slowly, step by step, when we practice, so that can in order to develop and our knowledge, when we understanding, so then we can analyze or realization emptiness. And the same time, compassion. Compassion every single day, and with that motivation, with generating bodhisattva mind, even small things, not give up, and also develop, which is compassion. And then we can, in order to slowly, slowly develop. Like for example, when you have a cup and your table, so cup was empty. So every day when you put 1 teaspoon water dropped into the cup, one day your cup will be fulfilled by water. So of course, in the beginning, we are not a realization emptiness or full of the compassionate one, but we need in order to practice, and when we develop, like that way, we can in order to build up knowledge and purify karma. Và làm sao để mà chúng ta có thể chứng ngộ được tánh không? Thì để
mình có thể chứng ngộ được tánh không, chúng ta cần phải liên tục thực hành từng chút một, không bao giờ từ bỏ. Đó là con đường chúng ta phải đi, từng bước một thực hành để phát triển trí tuệ, để thông qua các pháp hành đó chúng ta phát triển được sự hiểu biết, phát triển được lòng từ bi. Lòng từ bi là điều chúng ta cần phải quán chiếu và thực hành mỗi ngày, mỗi khắc. Không có bao giờ có thể rời bỏ được lòng từ bi, từng chút một, từng điều nhỏ nhặt nhất chúng ta vẫn đưa vào thực hành. Và đến một lúc nào đó thì lòng từ bi chúng ta sẽ tăng trưởng và trí tuệ chúng ta cũng sẽ đầy tràn. Ví dụ như một cái cốc rỗng, tuy rằng mỗi ngày mình chỉ nhỏ một giọt nước thôi, nhưng mà cứ đều đặn như vậy, rồi đến một lúc nào đó nước cũng sẽ đầy tràn ở trong cốc. Khi mới bắt đầu con đường thực hành, chúng ta chưa có được cái sự chứng ngộ về tánh không, chúng ta chưa có được cái sự tăng trưởng nhiều đối với lòng từ bi. Nhưng kiên định trên con đường thực hành theo hướng dẫn của Đạo Sư, rồi đây lòng từ bi và trí tuệ của chúng ta sẽ tràn ngập trong tâm thức mình. So generally when we practice, so like for example any we follow any sadhana, like they have three steps. So which is firstly we call the sub generating, like for example green tara, and from the generating also green tara, and then green tara, this sadhana not having like teja was also generating, and the three steps we need in order to visualization. Sub generating when we practice, so we are not longer ordinary form. So like for example we are inseparable with tara. So and from the generating we can in order to visualization 21 tara. And then teja was also generating. Normally every practice have three steps. Can Rinpoche explain the third one, Rinpoche? Yeah. The Trezawa generation, Rinpoche? Yeah, generating of the Treja vows. So normally, like for example, when we have a Buddha Amitabha practice, Treja vows is turning to like a palace. So inside Treja vows, we need in order to visualization Buddha Amitabha. That Treja vows is generating. Thank you, Rinpoche. Và khi mà chúng ta thực hành theo các nghi quỹ thì chúng ta thường sẽ đi qua những cái phần quán tưởng thực hành. Thứ nhất đó là chúng ta cần phải quán tưởng thân tự khởi, tức bản thân của chúng ta bất nhị với bổn tôn. Chẳng hạn như khi mình thực hành Tara, thân tự khởi của chúng ta không phải là thân tưởng thông thường mà chính là hiện thân của Tara. Thứ hai là thân tiền khởi trước mặt, là vì bốn tôn xuất hiện nơi không gian trước mặt của chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta thực hành Tara, chúng ta quán 21 Tara. Và thứ ba là sự hiện thân của bình báu. Thì ở cái phần này, thầy ví dụ như là chúng ta thực hành pháp tu A Di Đà, thì cái sự hiện thân của bình báu chính là cung điện, là cảnh giới của ngài. So when you understanding one sadhana, how to visualization, how to your processing, so then you can combine to everything as together. So secondly, then we have called Jerem and Zorem. Jerem means which is a develop and a stage. So we can sub-generating or front-generating visualization, this particularly that deity. And the Zorem when means stage of completion. So when we are practice that Tara like now, and when after finish Tara Puja, so dissolution, and the dissolution dissolve into the Shunyata, so that which is called a state of completion. Như vậy thì khi mà chúng ta thông hiểu được cái cách thức thực hành, cái cách thức quán tưởng thực hành của một nghi quỹ rồi, thì những cái nghi quỹ khác nó cũng thường sẽ tương tự như vậy, chúng ta có thể kết hợp để thực hành. Và trong cái phần thực hành
thì có hai cái hình thức, đó là gerim, như thầy nói đó là cái sự hiện tướng mà chúng ta quán tưởng bản thân cũng như là bổn tôn với cái sự hiện hiện tướng từng phần như vậy, và thứ hai đó là zorim là sự hoàn thiện. Sự hoàn thiện ở đây là khi chúng ta thực hành xong, chúng ta quán bổn tôn, chúng ta quán thân tự khởi, bản thân ta tan hòa với bổn tôn, tan nhập và tất cả điều hòa vào trong tánh không. So now we talk about how to we can practice sutara. So after when we pray this supplication to the lineage, and after that the seven lamp of Guru Rinpoche pray, and then same time when we say Dengje Nangkara Jipsum Mangun Somdo Yogyo Paracho, like during Munda, during that time. So then you can thinking this when we practice that place, not like consider just like ordinary place, you can thinking that is Yuloko Peking, and which is Tara, pure land. Inside all the sentient beings, not just like ordinary beings. So complete all the Buddhas and the Bodhisattvas and the green Tara. Outside the phenomena also not just like consider ordinary things, like entirely pure land. And whatever you can hear, everything consider sign of mantra on taritu taritu soha. Think that way, and when we apply that object and the practice, so then not negative thoughts are coming, also not create negative karma. We thought that our ordinary form, ordinary perceptions, so we always engage to negative things with knowing, and so when we develop that way, so which is nothing is in unpure, everything turning to really pure, very pure, that means we not create negative karma. So which is very, very important. Firstly, thank that way. Như vậy khi mà chúng ta bước vào nghi quỹ Tara, đầu tiên đó là mình sẽ hướng nguyện đến dòng truyền thừa, và sau đó là cầu nguyện đến Đức Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche. Và thứ ba đó là cái sự quán tưởng về cái phần gọi là nơi chốn cách thức thực hành. Chúng ta sẽ quán cái gọi là cái tịnh độ của Ngài Tara, mà tất cả các chúng sanh đều hiện thân của Phật Đà Bồ Tát và hiện thân của Tara. Rồi ngay cả nơi chúng ta thực hành, cái nơi chốn mình ngồi thực hành cũng là tịnh độ của Ngài. Mọi âm thanh, mọi minh chú chúng ta nghe được đều là âm thanh minh chú của Om Tare Tu Tare Ture Soma. Khi mà chúng ta đưa các đề này vào trong cái phần quán tưởng thực hành, thì mình thấy rằng không còn dấu vết của bất kỳ cái sự bất tịnh nào, tất cả đều thuần tịnh, vì chúng ta đang ở trong cõi tịnh độ của Ngài. Tất cả chúng sanh đều là Phật Đà Bồ Tát, và tất cả âm thanh đều là minh chú. Khi bước vào thực hành, chúng ta biết với cái thân tướng và những cái tạp niệm suy nghĩ thông thường thì rất là nhiều cái điều sai trái nó khởi lên, nhưng mà khi chúng ta đưa tất cả vào trong cảnh giới thực hành và sự quán tưởng thuần tịnh như vậy, thì không còn cái sự nhiễm ô nào trong tâm thức của chúng ta, và như vậy chúng ta không thể nào tạo nghiệp khi mà mình thực hành và quán tưởng với những đề mục như thế. So after when you think that, so then visualization refuge to you. Visualization is also many different ways, which is we called kechek tungchi. For instantly visualization, just you thinking or like 21 taras in front of me. And also ngomzang achi, which means you can visualization step by step, thousand petals, lotus, and flood, moon disk, and then letter syllable tam, radio or light, and also offering and the purify negative karma after coming back to dissolve into the letter syllable tam, and also tam turning to green tara. So that way is also. But when we practice together, so we don't have that time. So when you alone practice, each step you can short meditation and the visualization, you can practice step by step. Rồi khi mà chúng ta
đưa cái phần thực hành tất cả những cái tư tưởng suy nghĩ mình vào trong các đề mục rồi á, thì bắt đầu mình sẽ quán chiếu nơi không gian trước mặt là cây quy y để mà chúng ta thực hành lễ quy y. Thì ở cái phần mà quán thì thầy nói là có hai cách. Thứ nhất là quán từng phần, tức là khi mà chúng ta quán bổn tôn, mình có thể quán từ nơi đại sen hiện khởi lên, rồi đại mặt trăng, rồi linh tự tam tỏa ánh sáng ra cúng dường, sau đó là thu nhiếp về và hiện thân thành đức lục độ mẫu Green Tara. Từng bước như vậy, mỗi một bước như vậy chúng ta có thể ngừng lại một ít để mình quán cho thật là rõ cái đề mục đó. Tuy nhiên là cái cách thứ hai là khi mà chúng ta không có thực hành một mình hay là chúng ta không có nhiều thời gian, thì có thể mình quán lập tức ngay trước mặt Ngài thị hiện trước mặt mình hoàn chỉnh đầy đủ rực rỡ ngồi trên đài sen và đài trăng. So when you have time, you can step by step visualization. When we say Dungeon so short meditation, you can imagine like refuge tree in front of you. So no need to visualization like tree and wish fulfilling tree and the four branch, five branch center one and the four direction is a four branch. So each branch and the thousand petals of lotus and the flat moon disc. And then particularly in the front and the branch, you can visualization, which is east directions. So peaceful Tara. So which is white Tara or five white Tara is in front directions. So there are 21 Tara, many different colors, many different gesture, but you can each direction, each color, and in front to the branch and the east. So visualization, wet, five wet Tara. Như vậy là khi mà chúng ta có thời gian thì mình có thể quán từng phần cho thật là rõ ràng. Hay như cây quy y ở trước mặt, thì cái cây quy y này chúng ta không cần phải quán cái hồ nước. Chúng ta chỉ cần quán cây quy y có năm nhánh và ở nơi nhánh phía trước. Trước mặt chúng ta tức là hướng đông, mình nhìn vào là tức là mình nhìn vào hướng đông. Cây quy y ở nhánh trước mặt là Tara trắng bạch đồ mẫu, năm vị Tara trắng an hòa ngự ở trên cái nhánh cây phía trước. Tất nhiên 21 vị Tara sẽ có nhiều màu sắc và có nhiều cái tư thế khác nhau, nhưng mà ở cái nhánh phía trước là năm vị Tara trắng. So these four different color, four taras represent all the four activities. Okay. So now, fourth branch of the refuge visualization, which is a yellow color, five taras. Và các màu sắc của vị Tara bốn màu khác nhau thì sẽ tượng trưng cho bốn cái hoạt động Phật sự khác nhau. Ở phía nhánh phía bên phía nam tức là tay phải thì là những vị Tara màu vàng. So this first one, four activities. First one, peaceful. And the second one, yellow, which is increasing, represent of them. Thứ nhất là cái nhánh phía trước là các vị Tara trắng an hòa, thứ hai là bên tay 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 phải của ngành cây tức là bên tay trái của chúng ta nhìn vào là các vị màu vàng tượng trưng cho sự tăng trưởng. So now third one, which is a represent of the manifesting and the western directions. So which is another red taras. Và phía sau tức là hướng tây hướng đông phía trước màu trắng thì hướng tây phía sau các vị màu đỏ. North tree branch visualization. So which is this represent of the four activities, wealthful. And also you can visualization little bit dark green color, five taras. Và ở nhánh bên tay phải của quý vị nhìn vào đó là xanh xanh đậm, xanh xanh lục đậm, năm vị xanh lục đậm thì bốn vị là tượng trưng cho bốn hoạt động của Phật.
So now you can imagine east and the south and the west and the north, four direction, four far paras. So now central tree branch, you can imagine and the thousand petals of lotus and the flat moon disk. So green tara, main one. So which is called Singdeng Najdrama and visualization. So now total 21 taras already there. À, như vậy thì sau khi bốn nhánh cây ở hướng đông tây nam bắc, mỗi một nhánh như vậy có năm vị, với mỗi một nhánh như vậy năm vị, và các vị ở các nhánh cây đều có màu khác nhau, thì 20 vị rồi. Thì ở giữa nhánh, ở giữa nhánh trung tâm là đức lục độ mẫu màu xanh, một vị. So when you visualization, you can try your best each direction, each tara as each color, but there are many different colors, so no need to worry, just say you can consider in the focusing, which is five colors, okay, four colors we can say. À, như vậy thì chúng ta cứ quán bốn cái màu chính các vị ở những nhánh cây, và những màu khác có thể có nhiều màu thì chúng ta cũng không cần phải quá quan tâm. Yeah, peaceful is white. And also increasing is yellow, and also many trousing is red, and the wealth for is green, dark green. Và như vậy thì với tượng trưng cho các màu này ở phía trước, màu trắng là tượng trưng cho sự an hòa, bên tay trái của mình tức là bên tay phải, ok, màu vàng là tượng trưng cho sự tăng trưởng. Ở phía sau đỏ. What is the red meaning for Muchela? What is the red color meaning for activities? Red color is a magnetizing. 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 And how about the dark green? Dark green is wealthful. Wealthful. Like how to say ruffle, ruffle form. Ruffle. Yeah. Phẫn nộ. Như vậy thì xanh lục là tượng trưng cho phẫn nộ. Còn phía sau là cái gì ta? Để chút xíu Dũng sẽ coi lại cái từ này rồi Dũng sẽ nói lại. So generally all the 21 tara is particularly in the Jagung Kuntro Rinpoche. Each tara different gesture and different they're holding all the things. But you don't need to worry it. You can visualization. Left hand, every tara holding lotus with stems, and the right hand, which is spring giving gestures, 21 tara. Only you can imagine that different color. Và như vậy về hình sắc tướng của các vị tara thì theo ngài Gongchun Rinpoche là các vị có những cái ứng huyết và những cái màu sắc khác nhau rất là đa dạng, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ tập trung vào những cái màu chính theo cái sự hướng dẫn của đạo sư và đại diện cho các hoạt động Phật sự. Và ứng huyết của các ngài, tay trái là cầm hoa sen và tay phải là bát ấn thí nguyện. So after that, two hands is joined together and your center of the heart. So when you join two hands, also really important to not like flat, okay? Like lotus that represent offering, symbolizing lotus. If flat, not Buddhist mundas, you know, join like this, like lotus in the center of the heart. Namo Koncho Kung Jepsuma, which means Namo and the Lama, Guru. Guru and inseparable with the three jewels and the three roots. Namo Koncho Kung Jepsuma. So you are represent of three jewels and the three roots and all the essence of the Lama. So now I'm going to take refuge from today to until reaching enlightenment. Và chúng ta sẽ chắp tay lại đối trước cây quỷ y. Chúng ta chắp tay lại và nguyện đọc theo nghi quỷ. Nam mô con nguyện quy y. Các vị, thì khi mà chúng ta nguyện như vậy
là đạo sư chúng ta phải quán ngài bất nhị với tam bảo và tam căn sinh nguyện quy y từ bây giờ cho đến lúc đạt quả giác ngộ. So now I'm going to take refuge with the generator Bodhisattva mind. So we have all limitless mother sentient beings, all limitless sentient beings from beginning to until now, my mother sentient beings. I wish to take all those sentient beings enlightenment. So that reason I'm going to take refuge to three jewels and the three roots. Như vậy tất cả chúng sinh đều là cha mẹ của chúng ta và nguyện đưa tất cả các vị ấy đến với bến bờ giải thoát. Do vậy, xin nguyện quy y Tam Bảo để thực hành cái hành nguyện này. So now, when I practice that way, so particularly I practice part of the enlightenment, so which is generating and actual and imagine and the two ways. So now particularly circuit and the method, which is practice tara, sadhana. So whatever may have past and the present, future obscurations, please and the pacifies and this life may I wear out and free from suffering. Và bước trên con đường thực hành dẫn đến giác ngộ và nay có cơ duyên thực hành những giáo pháp kính mật như ta ra thì xin nguyện các ngài hãy an định tất cả mọi cái chướng ngại. So after taking refuge with the generating borders of the mind, so individually when you practice home, when you have outer, so you can little bit outer blessings. That is symbol blessing, so purify whatever impure, unclean, all those things we can purify, and then everything dissolve into the shunyata. Và sau khi mình thỉnh các ngài hãy an định mọi chướng ngại để thoát khỏi mọi khổ đau rồi thì lúc mà ở nhà thực hành có bàn thờ, quý vị nào có bàn thờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái nước tẩy tịnh để mình rẩy lên trên bàn thờ để tịnh hóa đi tất cả những cái cấu nhiễm, cái nhiễm ô và đưa vào trong tánh không. So after that, then we offering a seven branch. So I think we go through many times. So we don't need to go through today. So probably everybody understand it. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cúng bảy hạnh phổ hiền. Thì cái phần này thầy giải thích đi thích lại nhiều lần rồi, nhưng mình không có đề cập ở đây nữa. So after seven branch offering and also mandala offering, so then you can thinking now you are not ordinary form, just you are also thinking and the visualization inseparable with tara sub-generating. Rồi tiếp theo cái phần cúng dường đó là cúng mandala thì chúng ta luôn nhớ ở cái thực hành này mình sẽ quán thân tướng của mình, tức là hiện thân của Đức Tara. Anyway, that part are very clear in sadhana, so you can follow that way. So when we holding bear and the vajra, tam jemi also chuka in that time. Và ở cái phần này thì trong nghi quỹ đã nói rất là rõ rồi. Ở phần cúng này chúng ta tay trái cầm chuông, tay phải cầm chày để mà thực hành theo đúng cái hướng dẫn đó. So sub-generating green tara, so visualization and the sub-generating green tara as a center of the heart. So which is a visualization, thousand petals of lotus and the flat moon disc, letter syllable tam. Tam color is green, Rinpoche, or what? Yeah, tam color is green. Yeah, như vậy thì quán thân từ khởi Đức Tara từ nơi tim của ngài trên đài sen và đài mặt trăng xuất hiện linh tự tam màu xanh lá. So when green tam, which is a radiant light,
và tâm sẽ phát ra ánh sáng. So when ready or the light, so embodying wisdom tara. Để thỉnh mời trí tuệ tôn ta ra. So when we embodying wisdom tara in the front, tâm chỉ also chúng ta. Và chúng ta thỉnh mời ngài hiện nơi không gian trước mặt trí tuệ tôn ta ra. So when we embodying this wisdom tara, so then after that which is offering firstly offering altar like seven water bowls and then also offering mandalas. Và khi ngài trí tuệ tôn hiện thân nơi không gian trước mặt mình, chúng ta thực hành phần cúng dường các món cúng trên bàn thờ và sau đó là cúng dường mandala. So each time like when we call mandala yecho, you know, and the four times not the long one we counting and that, include this long one we offering mandala four times. So that the reason we call mandala yecho four times offering mandala. Và trong cái phần cúng dường mandala thì chúng ta cộng cúng 4 lần theo nghi quyển. So when we offering mandala also we can thanking om ahom kamsom no ju panjol kong. So three worlds, three contentness, like whatever have all the goodness things we actual and imagined and past and present future whatever we owning all the virtuous things include then we offering to mandala. Và khi trong cái phần cúng dường này mình quán tưởng ba lên tự om a hung như là ba chén cúng to lớn và trong đó tất cả mọi cái phẩm cúng thanh tịnh nhất mà chúng ta có thể quán tưởng được cộng với công đức mà mình tích lũy trong cả ba thời quá khứ hiện tại và vị lai đều đưa vào dâng cúng lên ngài ta ra. So after that mandala offering and then we have firstly two times 21 tara prayer and three times and the seven times when we pray. Và trong cái phần chúng ta tụng nghi tụng cái phần gọi là tán thán 21 tara là chúng ta tụng 2 lần, 3 lần và 7 lần. First when we pray two times 21 tara, so before during the refuge time we visualization and the refuge tree in front of us and the 21 tara and the refuge tree, so you can imagine focusing. Và như vậy vào cái lần đầu tiên mà lúc mà chúng ta đọc hai lần tán thán 21 ta ra thì chúng ta sẽ quán đến cái cây quy y mà lúc đầu chúng ta đã khởi lên ở phần đầu của nghi quy. So when we practice JRM, earliest I mentioned to develop stretch. Now particularly this two times restriction 21 tara, that time you can visualization Lanang Sarva. Anang sarva, which means when you are visualization tara, like each direction tara, you can clearly visualization Thousand Petals Lotus and the Flood Moon Disc tara from knee, feet, and the waist, and the chest, and the top to bottom to top, you can visualization much as you can very clearly. Và ở cái phần này thì như thầy đã nói về cái cherim, tức là cái giai đoạn phát triển của sự thực hành, chúng ta sẽ quán rất là chi tiết vào từng phần của bổn tôn của Đức Tara từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên, tất cả các sắc tướng và những cái ấn quyết cũng như là những cái trang sức trang phục của ngài. Like for example that means and when you know someone. So when one of your friend talk about your friend when you are familiar. So when talk about that your friend, you can imagine that person say him or her, you know, very clearly you remember that person like that first one.
Very clearly you imagined. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là giống như chúng ta có một người thân, một người bạn rất là thân, thì khi cần khi mà nhắc đến cái tên đó hay là muốn nghĩ về người đó, lập tức là cái người đó sẽ, những cái hình tướng, những cái chi tiết của người đó sẽ xuất hiện trong đầu mình liền, tức là mình biết rất là rõ về cái con người đó. Thì cũng vậy, chúng ta cần phải thực hành để khi mà bước vào phần quán tưởng Đức Tara, lập tức Ngài có thể hiện lên một cách hết sức là rõ ràng ở nơi không gian trước mặt mình. So when you visualization, if you too tired, too exhausted, or maybe too sleeping, and when you visualization not clear, very blur, or sometimes when you try to visualization and confusion thought, and not recognize, and then also not clear, not like this. So you can imagine, you can watching in the mirror, you can see your image very clearly. Like that way is try to visualization. Lanman Sarva. Và khi mà thực hành, đôi lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ hay là có những cái sự mê mờ che chướng trong tâm, thì chúng ta cần phải nhấn mạnh vào trong cái sự quán tưởng để làm sao cái hình tướng của Ngài nó hiện rõ lên, giống như chúng ta nhìn vào trong gương chúng ta thấy được mình. So second part, which is called Ngajar Temba. Ngajar Temba means, which is now I'm fully Green Tara. So you can thinking. So Green Tara, what I have compassion, blessing, and wisdom, knowledge. I have exactly like this. Also, I can may beneficial to other sentient beings that way, and also I can able to protect all mother sentient beings that way. Và tiếp theo, cái yếu tố thứ hai, thứ nhất nhắc lại đó là chúng ta cần phải có cái sự quán tưởng hết sức rõ ràng đối với bổn tôn thực hành ở đây là Đức Tara, quán tưởng rất rõ hình tướng của Ngài. Và thứ hai đó là chúng ta phải khởi lên một cái niềm tự tin chắc chắn là ta chính là hiện thân của Tara, một cái niềm tin mãnh liệt rằng là Ngài có được bao nhiêu từ bi, bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu năng lực, chúng ta cũng có được y hệt như vậy để làm lợi ích cho chúng sinh. So that part extremely also important. When you practice Dharma and when you have a competent and a very very confident, so then you are very safe and whatever you do very success. So even ordinary ways, we say if you're not competent, you know, whatever you do, like business or study or anything, if you're lost self-confident, so very very difficult to successful. So therefore we need to build up self-confident, not talk about the ego, you know, just ordinary ego. And when we call Ngajar Temba, which is that kind, and we thinking like we are Tara, that's not ordinary ego. So extraordinary ways we can in order to develop. Ở cái phần thứ hai này, thầy muốn nhấn mạnh là vô cùng quan trọng, rất là quan trọng khi chúng ta thực hành. Đặc biệt là khi chúng ta thực hành Pháp, chúng ta quán tưởng bổn tôn, chúng ta có được cái sự tự tín rằng mình có được những cái năng lực của bổn tôn để làm lợi ích chúng sanh, thì chúng ta sẽ luôn luôn an toàn và chắc chắn là chúng ta sẽ thành công trên con đường thực hành của mình. Tại vì không có cái sự tự tin này thì không thể nào thành công được, ngay cả trong cái cuộc sống thường nhật hàng ngày của mình, trong công việc làm ăn và mọi điều, nếu chúng ta không có tự tin là mình đã nắm hơn nửa phần thất bại rồi. Và ở trong cái phần này nó có một yếu tố lưu ý, đó là cái sự tự tin rằng chúng ta chính là bổn tôn, nó không phải là cái bản ngã cho rằng mình là bổn tôn. Nó là một cái sự tự tin rằng mình có năng lực của bổn tôn để giúp đỡ mọi người, và mình tin chắc vào điều đó, chứ chúng ta không phát triển cái bản ngã rằng mình là bổn tôn để mình có thể làm những cái điều gì khác sai trái. So if you have a competent, I think I told already that story last time. One, my uncle, Lama Gendron Rinpoche,
So he was living in France. So during the Tibet cultural relevation, he needed to escape from Tibet to India. At that time, many Tibet people escaped. So during that time, so Chinese soldiers complete block like all borders. And particularly they have like two mountains between and running also deep river, need to cross from to there. So he said that both sides river and that like all the soldiers are holding gun and that like hundreds of soldiers are there. And that anyone comes, they can shoot immediately. So with him, three other lamas. So they're shaking. Then he said, no need to worry. So when we are from age 7 to 8, to until now we are pray, we must be competent. We go through. Then they follow him. Sometimes he told me like in Chinese, ancient time, they have then can tea, have handle, and like normally carry and you're putting in your bag, carry there, you know. And he said, sometimes when cross there, soldiers' marks touching because narrow area, but they don't see these four lamas all crossing through all those kind of such a, like risky and dangerous situations because they are competent, you know, and go through that way. Otherwise, if they see like one click will die for lamas. Và để nói về sự tự tin thì thầy có dẫn chứng một câu chuyện thật, đó là chú của ngài, ngài Gendun Rinpoche. Thì khi mà cái thời kỳ cái mạng văn hóa đến thì rất là nhiều vị đạo sư đã vượt thoát Tây Tạng sang các nước khác. Thì chú của ngài trên con đường đi như vậy là gặp vô vàn những cái sự nguy hiểm, và đặc biệt là khi đến một cái hẻm núi mà hai bên là núi cao, ở giữa là một cái con suối và chỉ có một cái đường đi độc đạo duy nhất, thì hàng trăm lính canh của bên kia đứng và coi như lập những cái chốt mà không có thể ai có thể đi qua được. Thì chú của ngài đi và với một sự tự tin về bổn tôn đã quyết tâm đi ngang cái bót lính đó, nếu mà nó thấy thì chắc chắn là bị bắt và bỏ chạy là sẽ bị bắn ngay. Các vị đi sau cũng rất là run sợ, nhưng mà ngài có một sự tự tin rất lớn là bổn tôn đã nói đi được, đã che chở là cứ đi. Và chính vì cái sự tự tin đó mà ngài đi ngang cái đó mà không có bị phát hiện, mặc dù lính nó đứng ở đó rất là đông, và đồng thời là thậm chí đi ngang là cái váy của ngài nó quẹt ngang những cái món đeo lĩnh kỉnh ở trên cái thắt lưng của thằng lính, tức là phớt qua nghe tiếng động luôn mà nó cũng không hề thấy và không hề biết. Và ngài đã vượt thoát an toàn. Đó là một cái biểu hiện, một cái ví dụ của một cái sự tự tin vào cái pháp hành và bổn tôn. So now, third one, which is called the Takpatadin. Before, when we visualization 21 Tara in front, and also we imparting wisdom, Deity Tara in front of us, inseparable with this 21 Tara. So then you can imagine, as I said, from Tara, top of the crown, and the fab ornament, and the earring, eyebrows, nose, lips, cheeks, everything you can top to bottom to top, you can visualization very, very clearly, again. When we practice that way, so in order to also develop, which is a contemplation, and at the same time, purify negative karma. Như vậy cái thứ ba là khi mà chúng ta có được cái sự quán tưởng hết sức là rõ ràng vào từng chi tiết của bổn tôn, từ ở những cái chi tiết nhỏ ở trên trang sức của ngài, rồi đến khuôn mặt, mắt, mũi, miệng, trở xuống rồi đi lên. Khi mà tất cả mọi chi tiết đều hiện lên cách rõ ràng như vậy rồi đó, thì ở cái điều thứ ba này thì muốn nói là chúng ta phát triển được cái sự định tâm. Cái sự định tâm ở trong cái pháp hành của mình,
và từ đó nó giúp cho mình tỉnh hóa được tất cả mọi cái chướng ngại. So when we pray two times 21 tara, you can use this three object and also practice. During that time, tara gesture is like this, which is a spring giving gesture. Như vậy thì những cái phần này thầy vừa giải thích ở cái giai đoạn chúng ta tán thán 21 tara hai lần. Cái phần tán thán hai lần đầu tiên thì mình sử dụng những cái đề mục này để mình quán tưởng, và Đức Tara lúc này tay trái cầm hoa sen mà tay phải không ấn thí nguyện. So now second time when we chant three times 21 tara, so then you can imagine now tara gestures change, like hand turn over. So which is that called protector gestures. Và tiếp theo đến cái lần tán thán 21 tara mà đọc 3 lần. Hồi nãy là đọc 2 lần, chúng ta quán như vậy. Bây giờ tới cái phần đọc 3 lần thì cái ấn quyết bên tay phải của ngài, tay trái thì vẫn cầm hoa sen, nhưng tay phải thì không phải là ấn tiếng nguyện mà là thành là ấn gia hộ, ấn bảo hộ. So when Tara change gestures under the, this Tara's hand, protector gestures, you can imagine all the limitless mother sentient beings covered by under the Tara's gesture, under the Tara's hand. Và với cái ấn bảo hộ này thì tất cả mọi chúng sanh đều nằm ở dưới cái sự gia hộ và bảo hộ của ngài. And the same time you can thinking again which is competent. So no matter what situation, so never like destroyed, turning to indestructible and unshakable. And the same time whatever you have may wish, so you can wishing which one you wishing to successful and smooth, you can always consider or thinking under the Tara gestures protectors. Và ở dưới cái ấn bảo hộ này thì tất cả mọi cái điều bất toàn sẽ trở nên toàn hảo và những cái ước nguyện của chúng ta sẽ được thành tựu. So mainly when you practice recitation 21 tara three times, so you can focusing and visualization that way. Và ở đây là cái phần mà chúng ta cần phải quán tưởng khi thực hành tán thán tara ba lần. So now third time when we recitation seven times 21 tara prayer. Và lần thứ ba thì chúng ta thực hành tán thán tara 7 lần. So before visualization 21 tara and in front of us, so coming from the body, from tara's body, wish fulfilling nectar. Và như vậy thì ở cái phần này chúng ta quán rằng 21 vị tara ở nơi không gian trước mặt mình, từ thân tướng của các ngài dòng cam lồ tuôn xuống thân thể của chúng ta. So when wish fulfilling nectar coming, so myself and all other sentient beings, and particularly whoever you wishing to protect or purify, like you can particularly visualization, so nectar coming crown of the head here in the center channel. Và cái dòng cam lồ này rót xuống thân tướng của chúng ta, thân tướng của những người thân của tất cả những ngài đang cần cái sự gia hộ của ngài, chúng ta đều có thể đưa vào để quán tưởng cái dòng cam lồ nó rót xuống thân tướng thông qua trên đỉnh đầu. So when go into the our center channel, you can thinking, so our body parts, obscurations, negative karma result, complete purify. Và khi mà cái dòng cam lồ nó đi vào thì tất cả mọi cái thân nghiệp đều được tịnh an. Past and the present and the future, all the obscuration negative karma result. Tất cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, những cái chướng ngại và những cái ác nghiệp đều được tịnh hóa. Also, you can thinking
and receiving Nirmanakaya initiation. Và chúng ta có thể đón nhận được cái sự thành tựu hóa thân Phật. And then slowly slowly nectar going down and your throat. Và sau đó then, dòng cam lồ tiếp tục đi chảy xuống tới nơi cổ của mình. Past, present, future, whatever may create negative karma and all the obscurations from our speech parts complete purify. Và khi cái dòng cam lồ chạm đến nơi cổ của mình thì tất cả những cái ác nghiệp, ác chướng trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai của khẩu nghiệp cũng đều được tịnh hóa. So then, nectar slowly, slowly, slowly going down into the our heart. So our mind part, past, present, future, whatever may correct the negative karma and remove all the obstacles and also receiving also Dhammakaya initiation. Và như vậy thì ở phần khẩu nghiệp là chúng ta tịnh hóa và đón nhận được báo thân Phật, thì đến khi cam lộ chảy xuống tim của mình là tịnh hóa tất cả mọi cái ý nghiệp trong cả ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, và chúng ta đón nhận được cái thành tựu pháp thân Phật. So then slowly slowly complete fulfilled myself and all other sentient beings body fulfilled by wish fulfilling nectar. Rồi sau đó thì cái nước cam lồ nó chảy tràn khắp thân tướng, đầy tràn khắp thân tướng của chúng ta cũng như là thân tướng của tất cả chúng sanh. So during the when we restoration 21 tara 7 times, you can again again visualization sometimes focusing and the nectar sometimes body speech mind purify sometimes you can visualization receiving trikayas initiations. Và ở cái phần này, tức là cái phần mà chúng ta tán tháng 7 lần đó, mình thay đổi cái đề mục quán tưởng, khi thì chúng ta quán cái dòng cam lồ nó chảy vào trong thân mình để mà chúng ta tịnh hóa đi ác nghiệp cả ba thời. À, khi thì chúng ta quán cái sự thọ nhận quán đảnh để thành tựu tam thân Phật. À, chúng ta thường xuyên thay đổi các đề mục trong cái phần quán tưởng này. So mainly most important these three parts, okay, when you practice tara. So as I said, then competent. So now during that time when we receive and blessing nectar, wish fulfilling nectar, complete fulfilled by nectar, and also same time now noble tara, whatever have compassion, wisdom, knowledge, I have also exactly like this. Also, may I also beneficial to all other sentient beings that way. Và như vậy thì cái phần thực hành tara này, cái mấu chốt là chúng ta phải hết sức là tự tin. Tự tin rằng là khi mà chúng ta thực hành, chúng ta quán tưởng và chúng ta thọ nhận cam lồ từ Ngài, từ Bổn Tôn, là chúng ta có được cái năng lực tương tự như Đức Tara. Ngài có bao nhiêu từ bi, có như bao nhiêu trí tuệ và năng lực, chúng ta cũng luôn có được đầy đủ toàn bộ trí tuệ, từ bi và năng lực để làm lợi lạc cho chúng sinh. So when we practice Dharma, get result or not, as I said early, so which is firstly devotions, and secondly competent, and thirdly which is compassions. If we missing one of these things, so then very very difficult. Như vậy thì ở trong cái pháp hành này, hay nói chung là toàn bộ những pháp hành, để có được cái kết quả thì chúng ta luôn cần phải có cái yếu tố thứ nhất, đó là sự sùng mộ đối với đạo sư và tam bảo, thứ hai đó là cái sự tự tin tự tín của mình ở trong cái pháp hành, và thứ ba là lòng từ bi. So when I practice tara, homage to tara, maybe tara can protect her or not, maybe blessing or not. If that kind of mind, so then not enough strong, you know. Anytime obstacle comes, obstacle can in order to attack, and whatever we wishing not successful. So you can believe, you understanding, and when you believe,
So when we practice Tara, Tara can cover 8 dangerous situations and the 16 dangerous situations, complete cover. Khi chúng ta thực hành, mình phải có một cái sự tự tin rằng là chúng ta hoàn toàn nương tựa vào Ngài và thực hành, chắc chắn đạt được những cái mong cầu và kết quả trên con đường thực hành. Còn nếu mà mình thực hành mà không có được cái sự tự tin như vậy, chúng ta nghĩ rằng là thôi cứ thực hành được bao nhiêu hay bao nhiêu rồi, còn cái việc mà có thành tựu hay không thì cũng chẳng có biết chắc được nữa. Thì với cái sự mà không chắc chắn như vậy thì cái kết quả nó cũng sẽ rất là mông lung, không biết khi nào nó sẽ đến. Và khi mình có được cái sự tự tin trong cái pháp hành Tara này thì 8 cái mối hiểm nguy, 16 cái hiểm nạn thường trực trong cuộc sống của mình là chúng ta sẽ có thể dễ dàng vượt qua, không bị vướng phải những cái chướng ngại đấy. So after 7 times recitation 21 Tara, so then we pray this benefit when we practice Tara. So very clear their translation, understanding. So after benefit, when we pray, so we pray to Tara, and then after that, which is Tolma offering. So when we practice together, even you don't have Tolma, you can offering cake or biscuits, anytime offering. So Dharma protectors, so we requesting and remove obstacle, whatever may wishing, also that can wishing fulfilled, requesting. Vậy thì sau đó là chúng ta sẽ có một cái phần đọc các lời cầu nguyện lợi ích mà trong nghi quỹ đã nói rất là rõ, mà cứ theo đó mà chúng ta sẽ đọc, và đồng thời rằng đến cái phần mà cúng dường cái bánh cúng tòa ma, thì nếu mà mình không có bánh tòa ma thì chúng ta có thể thay bằng những cái bánh quy mà chúng ta dễ dàng tìm được bên ngoài để cúng lên, để dâng lên cho các hộ pháp, để mong các ngài sẽ giúp chúng ta có được sự thuận tiện trên con đường tu tập, phá đi các tà chướng và đạt được các thành tựu. So after Tolma offering, so also pray all this meaning very clear, and then dissolution visualization before in front of us, Ruhuj Turi 21 Tara, now dissolve into the me. Phần sau cùng đó là chúng ta quán cái sự tan nhập. Cái sự tan nhập này á, là trước khi chúng ta thực hành vào trong nghi quỹ đó, là đầu tiên mình đã quán cái sự hiện khởi, thì bây giờ chúng ta sẽ quán tan nhập, là các bổn tôn tan vào trong thân tướng của chúng ta. So when front generating visualization now and the sub generating Tara, so now you can again thinking. So 21 Tara, whatever I have, compassion, wisdom, knowledge, I have also exactly like same this. Và khi mà Ngài tan nhập vào chúng ta thì mình phải có một cái sự biết chắc và tự tin rằng Ngài có năng lực như thế nào, chúng ta cũng có y được những cái năng lực như bổn tôn. So that we call the cherem and the visualization developing stage. So now dissolution, which is a stage of completion. Và như chúng ta được đạo sư nói lúc đầu là giai đoạn cherim, là giai đoạn khởi phát, giai đoạn phát triển, thì ở đây phần tăng nhập chính là giai đoạn hoàn thiện. So Tara visualization by sickly, so you can just the main point wise I try to little bit clear introduction today, so hopefully you can understand and not making any confusions. Và như vậy thì đạo sư đã chia sẻ cho chúng ta những cái cách thức để mà mình thực hành cái pháp tu này, nó có thêm những cái lợi lạc trong cái con đường tu của mình. Là hy vọng mọi người có thể hiểu được cái phần mà thầy đã chia sẻ. So anyway, all our students like always practice
Tarasadana and the Hundo, many students practice very diligently. And also we can see, which is really, really clearly. So whoever really putting deeply your body and the speech and mind into the Dharma, that practitioner is always safe and also very smooth and always really stable. So build up confidence and the lineage. So may whoever have also wrong motivation and also not really putting effort into the Dharma, very much turn into artificial. So then we can also see when any kind of obstacle comes and the shaking and also unstable, because this practice and the non-practice, right motivation and the wrong motivation, that we can see very clearly and that stage. Và sau một thời gian thực hành, nếu chúng ta để ý rằng ai đã thực sự dành toàn bộ thân khẩu ý vào trong con đường thực hành, thực hành với một động cơ chân chính, thực hành đúng phương pháp, thì luôn luôn có được cái sự an toàn, những cái điều kiện thuận lợi và cái sự ổn định trong cuộc sống, có được cái niềm tín tâm vào trong phát hành, vào trong dòng truyền thừa. Còn ngược lại thì tất cả mọi điều nó cứ như là giả tướng, nó chỉ có cái hình thức bên ngoài mà nó không có được cái kết quả bên trong. Nếu chúng ta không thực hành theo đúng phương pháp, chúng ta không có được cái động cơ chân chính khi bước vào con đường thực hành. Và sau một thời gian thì mọi người có thể chiêm nghiệm cái điều này rất là rõ ràng. And the same time, Venerable Lama Namse and also Kenpo Tenzin and myself always really encourage all of you, practice. That our responsibility. We try to guide which is a right path and the right ways, and teaching Dharma that ways. So whoever I believe very strongly have good karma and also good samaya and a good bond, continually they can practice and this golden rosary unbroken lineage. So whoever may have also lack of the positive karma, then always thinking wrongly and also disrespect lineage, disrespect spiritual masters, and that having always problems, not which is about only our lineage. So no doubt that way. So therefore, most our students are really competent, and also I'm really proud of all of you. So which is all your practice, all your devotion, all your generosity, everything. Thầy và Lama luôn nỗ lực hết sức để mà hướng dẫn mọi người bước trên con đường tu tập theo chánh pháp. Và chúng ta có thể thấy rằng nếu ai có được đầy đủ phước duyên, có được cái sự gìn giữ samaya tốt đẹp, có được cái sự gắn kết, thì chúng ta sẽ luôn có được cái cơ duyên để bước trên con đường thực hành với dòng truyền thừa chuỗi hạt vàng. Và ngược lại, nếu mà mình thiếu đi những yếu tố đó thì thường chúng ta sẽ dần dần xa rời và sẽ đối diện với rất là nhiều cái chướng ngại trên con đường thực hành tu tập. Thì cái chuyện này nó không phải riêng là của bản thân chúng ta, mà đối với tất cả các dòng pháp đều vậy. Và đối với dòng mình, thầy rất là tự tin và cũng như là tự hào vào các đệ tử vì cái sự thực hành tinh tấn, vì cái lòng sùng mộ đối với dòng truyền thừa của tất cả quý vị. So sometimes when we practice Dharma, when you evening going to bed, you can put your hand and your chest, you can eventually think positive paths, you know. So when you follow our golden rosary, unbroken lineage, so what is I'm saying, so we try to leading all of you positive paths. Like for example, how many students really practice Hundo
like one times, two times, three times. So even you can practice properly one times, and eventually you're making already meaning for your life, you know. And then whoever have accumulation merit. So every year we are doing also how many set nyunge, but not many students have also really chance to practice and guide that way. You can think, you can listen, you can how to say, think very carefully, yeah, when you put in your hand and your chest. Và chúng ta cũng có thể làm theo cái cách thức này để mình nghĩ về những cái điều tích cực. Chẳng hạn như khi tối chúng ta đi ngủ, mình đặt tay lên trên tim của mình và mình nghĩ rằng liệu có ai có được may mắn để mà có thể thực hành hoàn tất từ một lần mantra, thậm chí là hai lần, ba lần và nhiều hơn thế nữa. Thì nói dù chỉ là một lần thôi mà chúng ta thực hành một cách đúng đắn đã là một cái cuộc sống, đã là một cái cuộc đời vô cùng có ý nghĩa rồi. Nó đem tới cái sự lợi lạc không thể nghĩ bàn. Rồi nói về cái sự tịnh hóa một cách mãnh liệt những cái chướng ngại, những cái ác nghiệp, thì cái pháp tu nu nê vi diệu vốn ai có thể thực hành được một lần, có ai biết để mà thực hành. Nhưng mà chúng ta có cơ duyên để thậm chí thực hành không chỉ là một lần mà còn rất là nhiều lần pháp tu này. Thì khi mà chúng ta nghĩ về cái sự may mắn và những cái điều tích cực như vậy, chúng ta thấy rằng là chúng ta thật là đầy đủ duyên lành để bước theo con đường thực hành của dòng truyền thừa chuỗi hạt vàng này. So when we practice Dharma, so which is think positive, and particularly whoever did really and good things, so which is extremely important to rejoice. So even you don't have that kind of capabilities to do good things, no matter you are financially not like this, but you have many different ways you can in order to own accumulation merit. So if you have rejoicement, you can automatically own whatever that person owning accumulation merit. You can also own in the same accumulation merit. Và đồng thời rằng là bên cạnh cái những cái suy nghĩ tích cực mình cần phải khởi lên một cách liên tục trong cuộc sống, thì mình phải thực hành cái hạnh hoan hỷ. Cái hạnh hoan hỷ này nó giúp cho chúng ta tích lũy công đức, mặc dù mình chưa có được những cái điều kiện để mình thực hành hoặc là mình làm những cái thiện hạnh giống như đồng đạo, giống như những quý vị khác, nhưng chỉ cần với cái tâm hoan hỷ thôi là mình vẫn có thể tích lũy được công đức tương tự như những cái điều, những cái thiện hạnh mà các vị khác đã làm. So I can tell you one story, you know, and during the Buddha's time. So when Buddha Shakyamuni was coming lunch time, begging lunch. So when Buddha Shakyamuni comes begging lunch, so he seeing one old man, very, very poor. And everybody offering Buddha food. So he have nothing offerings. So then he come to see Buddha. So then he ask Buddha, why I'm so poor? I don't have anything to offerings. So then Buddha said, because of this duty of the past life, you have no generosity, accumulation merit. So that reason you are very poor. But you have still many things really you can give in generosity. Then he said, confirm again. He said, no, I don't have any things. Then Buddha said, not true that. You have many things. So when you can see people, you can smiling very nicely your face. So that also generosity, that other people make happy. When you talk other people and not harsh speech, talk very kind word, also that can make people happy. That also generosity. So when you can see people giving generosity or offerings, even you don't have, you can rejoice. Also you can in order to earn accumulation merit.
Buddha taught that poor guy. Và thầy kể câu chuyện thời Đức Thế Tôn khi ngài đi khất thực thì có một ông lão ăn xin ở gần đó. Khi ông lão thấy rằng ai cũng đến quỳ xuống và dâng cúng thực phẩm cho Đức Phật trong khi chẳng ai để ý đến ông, thì ông đến hỏi thưa chuyện với Đức Phật rằng là tại sao mà cuộc sống của con nó lại khổ sở đến mức như thế này và đi ăn xin mà cũng chẳng ai thèm quan tâm. Thì Đức Phật nói rằng là do ông không có tích lũy được những cái thiện nghiệp ở trong cái đời quá khứ của mình, và ngay bây giờ ông cũng không biết cách để mà tạo ra công đức. Ông lão nói rằng là thật ra con đã nghèo khó khổ như thế này thì lấy cái gì mà để có thể tạo ra công đức. Thì Đức Phật nói có rất là nhiều cách ông có thể làm được. Thứ nhất đó là ông có thể trao tặng cho mọi người một nụ cười khi mọi người nhìn thấy ông. Ông có thể nói lên những lời nói yêu thương gửi đến mọi người. Và ông có thể khởi tâm hoan hỷ khi mà ông nhìn thấy mọi người làm được thiện hạnh. So then Buddha asked again him, what do you think? So then he said, yeah, that's really true. So even I don't have anything, so I can, my body action can also make accumulation merit. Và Đức Phật hỏi ông thấy sao về những điều này, thì ông nói đúng, quả thật là như vậy. Mặc dù mình không có sở hữu một cái gì khác, nhưng với cái thân thể này là đã đủ để chúng ta có thể tích lũy ra được công đức. So therefore, then whatever other people doing, so rejoice extremely important. But rejoice means and the positive things we need in order to rejoice, okay? So if we rejoice and accumulation merit, like even like for example negative things, if you had that and you hate that person so much, somebody killed that person, if you rejoice, so you don't need to kill him or her. So whatever that killer correct negative karma, also we get the same negative karma. So therefore positive rejoice, negative whatever you can see, whatever you can hear, so confess that person, him or her, like sorry, you know, feel that way. So we can develop compassion. Như vậy khi mà chúng ta hoan hỷ là mình phải hoan hỷ với thiện hạnh thì chúng ta mới có được công đức. Chứ ta không có hoan hỷ với ác hạnh, mặc dù là một cái kẻ đó chúng ta không có ưa và nó bị trừng trị, bị người khác giết chết. Nhưng mà khi mình hoan hỷ với cái sự giết chóc như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạo ra những cái ác nghiệp cho mình. Như vậy hãy lưu ý là chúng ta hãy hoan hỷ với những cái thiện hạnh thì chúng ta mới có được công đức. So especially our society, you know, I think most generosity is our society, I can see most generosity, but jealousy is also number one. But whatever we generosity did all the good things, but when jealousy comes, so you can let some bomb putting there, burn everything, destroy everything, you know? So like this. So which is really, really important to control jealousies. Whenever jealousy comes, immediately recognize and that you can positive part, rejoice. So no point to having jealousies, you know? You can't get anything. You create so much negative karma. To you also that can create so much and negative things. Và cái điều này nó đặc biệt đúng với lại cộng đồng của chúng ta. Vì cái cộng đồng của mình á, nói chung trong và ngoài nước thì chúng ta thấy rằng là cái lòng tốt là một cái điểm nổi trội số 1 so với tất cả những cái cộng đồng khác. Chúng ta rất là tốt, sẵn sàng mở tâm để làm được những cái điều rất là phi thường. Nhưng mà kèm theo đó thì cái sự ganh tị nó cũng rất là lớn. Nó có cái sự đối chọi với nhau. Và khi mà cái lòng tốt chúng ta có thể tích lũy được công đức, thì ngược lại cái sự ganh tị nó là phá hủy đi tất cả mọi công đức của mình.
Như vậy điều thật là đơn giản, khi chúng ta có được cái lòng tốt thì mình kèm theo cái sự thực hành của thiện hạnh, để mình thấy rằng khi chúng ta chưa làm được những cái thiện hạnh, mình vẫn có thể có công đức bằng cách là chúng ta khởi cái tâm hoan hỷ lên, là chúng ta không có cái lý do gì để mà phải cho cái sự ganh tị nó lưu ở trong tâm thức của mình, hay bỏ nó ra ngoài và chỉ thực hành thiện hạnh để chúng ta luôn có được công đức. So, secondly, I would like to encourage, so especially all the students. I think which is very, very important. Not just like you can thinking like, oh, I'm long time follow Dharma, not needed to follow and the regular practice together. So if that way is so not a good example. So all the student must be encouraged and the new students and then practice diligently. So then you own accumulation merit, you can bring everyone together. So if all student is like, oh, I follow many time, many years and the long distance, then new student also then have no mood to follow continually, so which is very, very important. Và một cái điều nữa cũng hết sức là quan trọng là trong cái cộng đồng tu tập đó, thì thầy gửi đến tất cả mọi đệ tử rằng là có những đệ tử suy nghĩ rằng là mình đã đi theo thực hành rất là lâu rồi, và trong suốt một cái thời gian dài vừa qua có nhiều cái sự cách trở mà không thể gặp được đạo sư hoặc là thực hành cùng nhau thì nó lại không có ý nghĩa. Thì nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy là rất là sai lầm, và các đệ tử đã từng thực hành lâu mà suy nghĩ như vậy thì các đệ tử mới, họ mới vào thì chắc chắn là họ sẽ càng không có cảm hứng đi theo con đường thực hành. Như vậy chúng ta hãy cần gắn kết tất cả mọi người với nhau để làm sao mà trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào chúng ta đều có thể thực hành được. Có như vậy thì cái đạo tràng của mình nó mới ngày càng thanh tịnh và ngày càng phát triển. So thirdly, when follow that way as a Dharma, so I think everybody must be have a thinking positive and doing positive and also positive speech. So whoever have a negative things, negative thoughts, so just you don't need to follow, just you can live very quietly, you know, because we all becoming in the Dharma is which is a pure purpose as a pure of our negative karma. So not purpose as a like correct negative karma. So therefore that way is better. Và đồng thời nữa rằng là chúng ta cần phải luôn suy nghĩ tích cực, nói những điều hay và làm những cái điều tốt đẹp. Và nếu mà thấy một vị nào đó có những cái suy nghĩ và những cái hành vi không chuẩn xác thì chúng ta cũng không cần phải quan tâm, không cần phải nghe theo để tránh phải tạo nghiệp cho bản thân mình. So, fourthly, I also strongly request all of you. So, our senior group also I mentioned to many times. So now they're better in Malaysia and here in Vietnam. So we have a group like Viber and the WeChat and the VipChat. So only they're post to all only our Dharma activities. So I very strongly recommend not post other stuff. So they are like advertising business or other activities because we are focusing on our lineage. So no need to their advertising or sending in our group. So anyone sending that, please also can you pass my message to whoever sending that person. Đồng thời mọi người cũng biết rằng chúng ta có cái mạng xã hội ở các nền tảng từ YouTube cho đến Facebook, Messenger và nhiều nền tảng khác. Và tất cả những cái nền tảng mạng xã hội này thì chúng ta chỉ sử dụng cho để mà thông tin những cái hoạt động thực sự, những cái hoạt động liên quan đến giáo pháp và những cái bài giảng, chứ không có được sử dụng và tuyệt đối không sử dụng cho những cái hoạt động quảng bá về việc kinh doanh,
hay là những cái nội dung mà không có liên quan khác. Do vậy rằng là chúng ta lưu ý về cái vấn đề sử dụng những cái nền tảng mạng xã hội này, và các quý vị nào mà đã gửi những cái tin không có liên quan đến những cái điều đã nói trên thì các quý vị khác lưu tâm giùm. So please don't misunderstand that, okay? That not discrimination, because we have own responsibilities. Sometimes if it's too much messy, then there can may bring obstacles and conflicts and confusions. So that reason I request that way. Thầy mong rằng chúng ta đừng có hiểu lầm, chúng ta không có cái sự phân biệt nào ở đây hết. Chỉ rằng là nếu mà những cái năng lượng tiêu cực mà nó cứ đan xen như vậy thì sẽ làm cho chúng ta cảm thấy là rất là không có an bình trong cái sự tập của mình. So, and also, now we don't have at the moment in center in the Saigon students. So I also strongly recommend so student so hosting whoever have a capability to hold like 10 20 students together regular our practice, but whoever holding, so which is really really important, you can examine your body, speech, mind when group together. So don't bring in wrong directions, and also which is wrong impression. So making inspiring, leading into the Dharma, and continually making inspiring ways. So then, which is an accumulation merit. So if whoever have positive thinking and positive actions and also capability, and then group that way is now main time we can practice. So when we have center, and then we can practice together. Thêm một điều nữa là hiện nay ở Sài Gòn chúng ta chưa có một cái trung tâm chính thức, do vậy rằng để cái việc thực hành nó được thuận tiện cho quý vị thì chúng ta có thể tổ chức thành những đạo tràng nhỏ nhỏ. Những quý vị nào ở gần nhà nhau, khu vực nào đó sẽ có thể đến nhà của một vị nào đó để mà chúng ta cùng thực hành một cái nhóm 5, 7, 10 người như vậy là một cái điều rất là tốt. Tuy nhiên rằng là ai mà có được khả năng để mà mời những người khác đến thực hành thì chúng ta cũng cần phải hết sức là cẩn trọng, chuẩn bị thanh tịnh những cái tâm lý của mình để đảm bảo rằng tất cả những cái sự tụ hội thực hành chỉ là vì giáo pháp, chỉ là vì sự lợi ích của tất cả những cái hành giả thôi. Và cho đến khi mà chúng ta có được trung tâm mới thì mọi người sẽ quy tụ về thực hành. Còn bây giờ chúng ta cũng nên cùng với nhau đến những cái đạo tràng như vậy để cho cái sự thực hành nó không có bị gián đoạn. So when we set up that way as a practitioner group, so please don't make conflicts, okay? So which is all we are same lineage and one lineage and one mandala. So then keep good samaya. So don't like judgment, this group is better than that group is better than this group. So if you have that kind of mind, then this can create problems. And the same time, which is when we have a group together, making rule, not a lot gossiping, not a lot criticizing, not a lot jealousy, because come to practice together as a practice for purposes only Dharma. So whoever gossiping, and then I strongly recommend, and better don't go and group. Và một cái điều lưu ý đặc biệt là khi mà chúng ta có những cái đạo tràng nhỏ nhỏ như vậy đó, thì chúng ta lưu ý rằng là giữa các cái nhóm thực hành với nhau tuyệt đối là không có bất kỳ một cái sự bất hòa nào, không có nên để những cái sự so sánh là ở đây tốt hơn ở đằng kia về mặt này mặt nọ. Chúng ta không nên khởi tâm để mà có cái sự so sánh hay là bất kỳ một cái hình thức nói không hay hay chỉ trích nào đối với những cái nhóm đồng tu, bạn đồng tu của chúng ta ở những nhóm khác. Chúng ta cần có những cái quy định
chặt chẽ về điều này để làm sao mọi người đến thực hành và vui vẻ và ra về không có nhiều chuyện, không có nói xấu hay là đưa ra bất kỳ hình thức so sánh nào. Tất cả mọi người đều là đệ tử thực hành chung dưới một dòng truyền thừa, dưới một mandala. Chúng ta phải lưu ý về điều này. And also I would like to say thank you very very much behalf of all our lineage and all Vietnam students, all the contribution our Dharma Center project. So really grateful and also like to say thank you. Và một lần nữa thầy muốn gửi lời tán thán công đức và cảm ơn đến những vị đã dành tình tài và công sức đóng góp cho sự thành lập của trung tâm mới. Thay mặt tất cả các đệ tử cũng như là thay mặt dòng truyền thừa, thầy xin gửi lời cảm ơn đến quý vị. So all the our most Dharma practitioners in Vietnam. So at the moment, we don't have really gathering place, but I'm really, really confident with all of you generosity and also devotion. So as we thinking, so only one or two, three people cannot really do much. So everybody put hand together, big or small, comes together. So then whatever we wishing, so which is coming wish fulfilled. Yeah, please everybody hop, put a hand together, make confident. So don't making our lineage homeless, you know, in Vietnam. So that we all have responsibilities. We in order to need build up, because we thought practice place very very difficult, so comfortable place, so that all of you wishing, all of you dream, and also my wishing, my dream also true. Yeah, please everybody put a hand together and support our Golden Rosary lineage. Như vậy thì hiện nay chúng ta cũng biết là ở Sài Gòn chúng ta chưa có một cái trung tâm chính thức, và việc mà chúng ta không có một trung tâm thì ít nhiều nó cũng sẽ làm cho cái sự thực hành của mọi người nó không có được suôn sẻ. Như vậy rằng khi mà mọi người cùng với nhau để mà xây dựng một cái trung tâm, đó là cái công việc của tất cả mọi người. Một vài vị có thể có nhiều cái đóng góp, nhưng mà để cho trung tâm nhanh chóng được thành tựu, chúng ta cần cái sự chung tay của tất cả mọi người, dù ít dù nhiều. Chúng ta mỗi người một ít, chúng ta vẫn có thể cùng với nhau để mà làm cái Phật sự này. Và thầy hy vọng rằng là khi mà tất cả mọi người chúng ta cùng với nhau đóng góp vào, thì chúng ta sẽ nhanh chóng sẽ hoàn thiện được cái ước mơ có được một cái trung tâm của dòng tại Sài Gòn để làm nơi tu tập cho tất cả mọi người. So anyway, that is my also very very strongly wishing prayer. We having very comfortable place to practice Dharma in Saigon. Thank you everyone. Thầy luôn nguyện cầu để làm sao chúng ta sớm có được một cái trung tâm tại Sài Gòn cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý vị. Now we have a lamb letting. So here every month we have a lamb letting, lamb and the flower offering 15th full moon. So flower teams, so working extremely hard and arrange that every month. So I like to say thank you very much for your effort and all your generosity. Arrange all these very beautiful flower offerings. Như vậy thì ở trung tâm Hoa Kỳ, chúng ta có một cái buổi lễ cúng nến hàng tháng
để mà chúng ta dâng cái công đức này lên và tích lũy thêm công đức cho tất cả các hành giả. Thầy rất là cảm ơn ban tổ chức ở bên đó đã tổ chức cái phần nghi thức và nghi quỹ nghi lễ cúng dường nến này rất là chỉnh chu, rất là đẹp đẽ. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng thực hành cái phần này với đạo sư. So when they arrange flower and light, I can see not easy job really every month. So very hard working and also ask a contribution and looking for sponsors here, there. So not so easy, but they try very hard and also having like always a really nice flower and all those things. So you can see every month each student offering like that waste. So that also an accumulation merit and the same time support Dharma Center. So continually in order to we can run Dharma activities. Để tổ chức được một cái buổi lễ cúng dường nến như thế này đó, cái sự chuẩn bị nó rất là cầu kỳ, nó rất là chu đáo, rất là nhiều việc phải làm, vì thấy rất là đẹp đẽ. Và phải nói là cảm ơn quý vị bên ban tổ chức bên đó rất là nhiều, tất cả các mạnh thường quân và các đệ tử, và hy vọng rằng là chúng ta vẫn có thể mãi tiếp tục cái phần chuẩn bị chu đáo này để cho cái buổi lễ nó được thực hành đều đặn. So with the pure motivation, with the generating bodhisattva mind, even one patterns flower offering to Buddhas and Bodhisattvas, really that can leave seat enlightenment. Với cái tâm thanh tịnh thì dù rằng là chúng ta chỉ có một bông hoa dâng cúng lên Phật thôi, nó cũng đã gieo lên một cái chủng tử cho sự giác ngộ trong tương lai. So of course then when we actual offering, you can see very beautiful flower every month. So really is a great beneficial. Và tất nhiên là khi mà chúng ta có điều kiện để chuẩn bị những bó hoa tươi đẹp này dâng cúng hàng tháng thì cái lợi ích nó sẽ rất là to lớn. So in when I'm in Australia students, so you can also imagine to behalf us here offering, you can visualization. So then same accumulation merit. So you can thinking, you can visualization offering flower and a candle as a light, as a not just like one. You can imagine it, like individually all the Buddhas and Bodhisattvas in front, like hundreds of thousands or light and also flowers. So when this lighting on, so this can clarify all the darkness and the ignorance. So this light can top to bottom everything, bottom of the hair. So everything clear. And also we can see in order to all the Buddhas and the Bodhisattvas pure land very, very clearly. Và như vậy thì tất cả các đệ tử từ Việt Nam đến nước châu, chúng ta sẽ cùng thực hành nghi quỹ, thực hành cái phần nghi lễ này với cái sự quán tưởng rằng không chỉ chúng ta dâng cúng một vài bông hoa hay là một vài ngọn nến, mà chúng ta dâng cúng cả cả triệu cả tỷ cái ngọn nến, những cái bông hoa to lớn như đại dương, và vô số cõi chư Phật đều có thể thưởng lãm cái phần dâng cúng này để đem đến công đức cho tất cả chúng ta. So particularly dedication to whoever passed away and the Pardo stage living. So Pardo stage is a terrifying and also very difficult situation. So we dedication this accumulation merit, all the Pardo stage living beings and all the contribution, this offering flower and the light every month. So we wishing, we pray for them and remove obstacle and also good health and the long life. Pardo stage may their liberation Buddha Amitabha pure land. Và khi đến phần hồi hướng thì chúng ta sẽ hồi hướng cho những người đã quá vãng, đã mất đi, hoặc là những chúng sanh đang ở trong trạng thái Pardo.
trung ấm, vì những chúng sanh này thường rất là sợ hãi, rất là khổ đau. Do vậy chúng ta sẽ hồi hướng, đồng thời chúng ta cũng hồi hướng về cho những quý vị đã có công để mà gọi là chuẩn bị cho những cái phần nghi lễ này, để họ có luôn cái sự gọi là sức khỏe, có được cái thọ mạng dài lâu, xóa bỏ đi tất cả mọi cái chướng ngại và có thể có được cái sự giải thoát.